Cựu nhân viên CIA Edward Snowden đã được Nga gia hạn thời gian tị nạn thêm 3 năm kể từ ngày 1 tháng 8 và hoàn toàn có thể được nhập quốc tịch Nga. Snowden đã chính thức được Nga gia hạn thêm 3 năm tị nạn và có quyền di chuyển ra nước ngoài tối đa trong vòng 3 tháng. Luật sư người Nga Anatoly Kusinera khẳng định thông tin này vào ngày 7 tháng 8. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với Mỹ và các nước phương Tây đang trong thời kỳ căng thẳng vì vấn đề Ukraine. Trong tương lai bản thân Edward sẽ tự quyết định ở lại Nga và xin nhập quốc tịch nước này hay là trở về Mỹ. Ông Anatoly cũng cho biết Snowden có thể nhập quốc tịch Nga sau khi sống ở Nga 5 năm vào năm 2018, nhưng đến thời điểm này cựu điệp viên CIA vẫn chưa quyết định ở lâu dài hay là trở về nước. Luật sư Anatoly cho biết thêm, hiện Snowden đang học tiếng Nga và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng không công bố chi tiết thông tin cụ thể. Snowden bị Mỹ buộc tội đánh cắp tài sản quốc gia, cung cấp trái phép thông tin quốc phòng và cố ý cung cấp các thông tin tình báo truyền thông mật.